Đây đích thị là rắn hổ mang chúa. Buổi trưa mình ngủ dậy chuẩn bị đi làm thì bỗng nhiên thì xuất hiện một con rắn ở trong nhà. Mình thấy đen kịt, nó trườn đi trườn lại, nó dừng cổ lên, nó banh cổ ra. Mình run, trong một phút run cầm cập, mình đã lấy lại trấn tĩnh, mình vớ ngay cái cọc, mình lao vụt một phát đây này, vụt ngay trúng cổ hắn này. Mình chỉ mới biết là rắn hổ, chưa biết là hổ chứ. Đến khi mình vụt một phát trúng cái cổ hắn thì hắn mới gục xuống. Hắn ngất đi, ngất lìm đi, hắn không nói được một lời nào. Thế là mình lấy cọng, mình đè đầu hắn, mình túm lên coi. Coi thì ôi thôi, hóa ra là một con rắn hổ mang chúa. Quan sát cho kỹ này, đây. Đây nha, rắn hổ mang chúa, đặc điểm của nó này. Ở phía trên cổ của hắn này có một hoa này, bông hoa hình hình gọi là hình chữ hình quả nhót rồi đó. Còn đây xem nha, phía phía lưng hắn này, sống lưng hắn cũng màu đen nhưng không phải đen kịt kịt, không phải đen kịt. Đây dọc khúc sống lưng hắn này ra có từng vảnh đen nhỏ này, hắn đang thở phì phò thấy chưa. Đây có vạch đen à, vạch trắng nhỏ này đó, đang sống đấy nhá, không phải chết mà nhá, khi nào em chết lâm sàng thôi. Có những cái vạch trắng nhỏ giọng này, cứ khoảng cách là khoảng 4 đến 5 cm lại có một cái vạch trắng như thế đấy. Trời, còn phía bụng hắn này, lật bụng hắn lên cho coi này. Đây đây là phía bụng hắn, dưới hàm của hắn này ở hai bên này có cái chấm đen này. Mẹ cái máy thì máy đấy nét mày, từ khi lên bot chấm 2 chấm 3 của Bphone này có một chấm đen này, bên này hai chấm đen này, sau cái đoạn dài chừng 5 cm là có một cái vạch đen đây. Nên các bạn về màu đen rộng khoảng phân rưỡi, tiếp xuống là có một cái vạn vệt trắng nữa này, là này trắng khoảng 2 cm, từ đó là xuống cho đến đuôi luôn màu đen đen sẫm hơn này. Đấy sẫm hết đuôi luôn, nhìn óng ánh long lanh. Thì hôm nay thời tiết của Quỳ Châu là 39 độ C, thì có thể là nó nóng quá, nó vào trong nhà để tránh nóng. Hiện tại mình đang không biết làm thế nào với cái con này. Còn đây nha, đằng mồm hắn đây, chỗ đây, thấy cái nanh hắn không, cái nanh hắn không, mình hơi bị liều lĩnh mới mới dám banh mồm hắn ra coi này, thấy chưa, máy thì mất nét rồi. Đây giờ cái chỗ chỗ nanh của hắn ra này, nhìn hắn cực kỳ hiền lành, thấy chưa, khi mình túm được thế này nó hiền lành lắm, chậm chạp hiền lành điềm đạm. Đầu hắn nhìn to vừa, không phải đầu nhọn như kiểu cái, những cái loài rắn độc leo cây nữa. Này. Đầu hắn nhìn tròn trĩnh, nhìn dễ thương như kiểu hiền lành lắm. Đôi mắt hắn, này, đôi mắt ngây thơ trong trắng. Không ngờ hắn là một loài rắn cực độc. Bây giờ hắn đang còn sống, xương không hề bị gãy. Chỉ bị nẻ thịt cho nó chảy máu ra. Tay mình đang dính máu hắn này. Bây giờ không biết giải quyết là thế nào. Nó còn nhỏ, có chiều dài là 80 cm, đường kính thì phân rưỡi hay mấy đây, bằng ngón tay cái của mình đây, chỗ to nhất bằng ngón tay cái nào. Đây nếu mình thả ra thì xung quanh này sợ là buổi tối nó lại đi lại, nó về trả thù thì sao. Buổi tối mình thả ra hắn cức quá, hắn bị đau bị thương, nhớ mặt mình đến trả thù. Mà không thả thì tội nó thật. Đây là con non nhỏ mà mấy lần rồi. Vừa mình thấy là không biết là con đực hay con cái, không biết thằng bố hay con mẹ của cái con ấy. Là hắn đến cứ đến do thám cái đàn gà của mình 2 3 lần. Buổi chiều là khoảng 3 rưỡi 4 giờ chiều, trời cũng tương đối nắng chang chang cái 1 năm. Và thời gian gần đây là khoảng 3 4 tháng gì đó là hắn đến do thám, là vợ mình về là hắn biết là phụ nữ hắn không sợ nên do thám. Bữa thì hắn cứ nghĩ mình đi làm rồi, vì bình thường 1:30 mình đi làm rồi mà,
Hôm nay thì đúng 1:30 mình dậy thì nó đã ở trong nhà rồi. Có lẽ là nghĩ đơn giản mẹ bố mẹ hắn bảo là mình đã đi làm rồi, không sợ hắn lau ở trong nhà. Mọi người tư vấn mình cách giải quyết, có lẽ mình sẽ nhốt nó lại cho đến buổi chiều hôm nay thì mới quyết định là xử lý nó. Ok, đây là con rắn hổ mang chúa. Mọi người để ý nhá, hắn cực kỳ động nhá.